Chào tất cả các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của VinMedia và mình là Thùy Trang. Các bạn thân mến, thì có thể thấy là mùa World Cup của chúng ta thì đã đi đến được những bước đầu rồi và có rất là nhiều những cảm xúc bất ngờ liên quan đến mùa World Cup 2018 năm nay. Còn các bạn thì như thế nào, có thể chia sẻ dưới bình luận cho mình và tất cả các bạn khác cùng biết nhé. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá những cái công nghệ mà giúp cho các trọng tài cũng như là cái mùa World Cup được diễn ra một cách công bằng và tốt đẹp hơn. Thì có thể nói là rất là nhiều những cái công nghệ tiên tiến được ứng dụng cho mùa World Cup 2018 này. Trong đó ví dụ như là những chiếc đồng hồ thông minh được các trọng tài sử dụng để đảm bảo được công bằng và có thể tua được những cái video vào những cái phút nhạy cảm nhất ở bất cứ lúc nào mà trọng tài muốn để có thể ra quyết định một cách chính xác nhất, hoặc là những cái công nghệ VR chẳng hạn là một trong những cái công nghệ mà được ứng dụng rất là phổ biến cho mùa World Cup năm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá những tính năng cũng như là những công nghệ vô cùng tân tiến được áp dụng cho mùa World Cup năm nay nhé. Và công nghệ đầu tiên mà chúng ta cần kể đến là công nghệ vạch vôi xác định được bàn thắng. Và các bạn có thể thấy là trong những trận đấu đỉnh cao thì nhiều trường hợp bóng chỉ lướt qua cái vạch vôi vài mili giây thôi thì đã bị thủ môn đẩy ra ngoài rồi. Với các tình huống khó quan sát này thì các trọng tài giờ đây đã được hỗ trợ bằng một công nghệ có tên gọi là Goal Line. Đây là một phương pháp sử dụng công nghệ máy tính và hệ thống camera để xác định bóng đã hoàn toàn vượt qua vạch vôi hay chưa. Hệ thống hoạt động thông qua 6 hoặc 7 mét quay cho mỗi cầu gôn và thường được gắn ở mặt dưới của các sân vận động cho phép theo dõi ở các góc độ khác nhau. Video từ những các máy ảnh phối hợp theo hình tam giác và tạo thành một quỹ đạo 3 chiều của quả bóng. Chúng có độ nét và tốc độ khung hình mỗi giây rất cao nhằm bắt được những hình ảnh của trái bóng. Ngay cả khi một số góc máy mà bị chặn do cái tấm lưng của cầu thủ mà che khuất đi chăng nữa thì phần mềm trên máy tính vẫn có thể tính toán được quỹ đạo bóng hoặc cái vị trí chính xác thông qua các máy quay còn lại, và kết quả sau khi mà xử lý sẽ được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp tới trọng tài thông qua một thiết bị đeo. Và đó thường là sẽ là chiếc đồng hồ đeo tay cực kỳ thông minh. Độ chính xác của hệ thống được coi là không thể nhầm lẫn này nằm trong ngưỡng 5mm. Tất nhiên, mục tiêu của nó không phải để thay thế vai trò của các trọng tài mà chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi. Thật ra thì tại World Cup 2014 thì công nghệ này đã 3 lần giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác. Tiếp theo là công nghệ trợ lý trọng tài qua video hay gọi tắt là VR. VR là viết tắt của một cụm từ tiếng Anh có tên là Video Assistant Referees, có nghĩa là trợ lý trọng tài qua video, với vai trò chính là hỗ trợ việc ra quyết định của các trọng tài chính trên sân cỏ thông qua quá trình phân tích trực tiếp video hình ảnh của các tình huống va chạm, sút phạt hay ghi bàn trên sân. Công nghệ này được áp dụng tại một số giải đấu ở các quốc gia nhưng mà là lần đầu tiên được đưa vào sự kiện lớn như World Cup này. Các bạn có thể tưởng tượng bộ não của hệ thống VR là một cái phòng vận hành video tập trung và được đặt tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế IBC ở thủ đô Moscow, Nga. Đây sẽ là nơi thu nhận thông tin truyền về cáp quang từ 12 sân vận động nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2018. Và các thông tin dạng video này được truyền về từ 33 camera khác nhau, trong đó có 8 camera quay chậm và 6 camera quay siêu chậm tại mỗi sân vận động. Ngoài ra thì hệ thống cũng truy xuất thông tin từ 2 camera chuyên để bắt việt vị, được bố trí để hỗ trợ riêng cho đội ngũ trọng tài. Và chắc chắn là khi mà những cái tình huống bị bỏ sót hoặc diễn ra với tốc độ quá nhanh mà mắt thường khó có thể phán đoán chính xác, có thể gây tranh cãi trên sân cỏ và có thể gây ra rất là nhiều cuộc xung đột khác ở bên ngoài, thì các trợ lý trọng tài sẽ ngay lập tức theo dõi các hình ảnh quay chậm này để đưa ra lời tư vấn tới trọng tài chính này, giúp đưa ra các quyết định chính xác nhất mà không một ai có thể cãi lại được. Công nghệ theo dõi cầu thủ. Tại FIFA World Cup 2018 năm nay thì trong khi các cầu thủ thi đấu, các chuyên gia phân tích chiến thuật của hai đội cũng phải căng mình ra để làm việc với bên ngoài sân cỏ này để hỗ trợ tích cực cho đội ngũ này. Một hệ thống camera quang học đã được bố trí đặt dọc các khán đài để gửi về dữ liệu liên quan tới vị trí và cách di chuyển của các cầu thủ trên sân. Và thông qua phần mềm màn hình hiển thị, các chiến thuật gia sẽ phân tích và có biện pháp thay đổi lối chơi cho phù hợp. Và các thông tin này được cung cấp theo thời gian thực, chứ không phải dựa trên tính toán cảm quan hay thông số sau trận đấu như trước kia. Công nghệ này thì được FIFA đặt tên là SBTS, có nghĩa là Electronic Performance and Tracking System. Có thể nói nó sẽ khiến các màn đấu trí giữa hai huấn luyện viên trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn rất là nhiều, từ đó đẩy cao tính chiến thuật của trận đấu. Ở World Cup 2014 thì thông tin từ các nhà phân tích chỉ đến được với đội ngũ huấn luyện trong giờ nghỉ trưa, giữa trận hoặc là sau trận đấu thôi. Và công nghệ tiếp theo là trái bóng Telstar 18 được tích hợp sẵn NFC. Telstar 18 là tên của trái bóng chính thức tại World Cup 2018 do Adidas sản xuất. Ngoại hình của nó gồm hai màu đen trắng chủ đạo với các họa tiết được cách điệu theo hướng kỹ thuật số bởi các phần mềm làm mờ theo dạng điểm ảnh pixel. Ngoài ra thì bên trong mỗi quả bóng được nhúng một con chip điện tử NFC, giao thức kết nối chuồng gần, cho phép các trọng tài có thể tương tác với nó thông qua điện thoại thông minh. Và với công nghệ này thì các dữ liệu tốc độ bay, tốc độ lăn, quãng đường di chuyển hay là lực sút của cầu thủ cũng có thể thu nhập một cách dễ dàng. Để kết nối thì người dùng chỉ cần kích hoạt tính năng NFC rồi chạm smartphone Android vào logo NFC trên trái bóng. Với người dùng iPhone thì Telstar 18 chỉ tương thích với iPhone 7 và thiết bị chạy iOS 11 trở lên.
người dùng cũng phải sử dụng ứng dụng giao tiếp NFC của bên thứ ba do hệ điều hành này không có hỗ trợ. Và một công nghệ khác đã được tích hợp vào trong mùa World Cup năm nay đó chính là chất xịt bọt tự hủy công nghệ mới. Bình xịt bọt tự hủy từ lâu đã được sử dụng trong các trận đấu bóng đá quốc tế ở nhiều giải đấu lớn để vẽ vạch giới hạn vị trí cho các cầu thủ ở các tình huống đá phạt, và nó tạo màu rất giống cũng như là nổi bật trên cỏ, nhưng sau đó có thể biến mất ngay khi tình huống được thực hiện xong. Tại World Cup 2018 năm nay thì công nghệ bình xịt này cũng đã được nâng lên một tầm cao cực kỳ mới. Dù chưa công bố tên hãng sản xuất bình xịt, nguồn tin từ ban tổ chức cũng cho biết nhiều khả năng đây là một công ty của Nga. Các cải tiến mới được áp dụng bao gồm là đai gắn chai chắc hơn, giúp cố định nhưng không cản trở trọng tài di chuyển liên tục trên sân từ đầu tới cuối trận. Chất tạo bọt cũng tạo ra đáp ứng tốt với điều kiện nhiệt độ thay đổi với cả mặt sân cỏ nhân tạo lẫn tự nhiên. Và chúng ta có thể thấy là công nghệ càng ngày càng lấn sâu vào cuộc sống của con người rồi và được áp dụng trong tất cả mọi mặt của cuộc sống. Ngay cả World Cup thì cũng đã được sử dụng rất là nhiều những công nghệ tối tân rồi. Chúng ta cùng hy vọng là đến cuối mùa World Cup thì những công nghệ này cũng sẽ phát huy hết tất cả những khả năng của mình và giúp cho các trọng tài luôn luôn ra được những quyết định đúng đắn cũng như là đảm bảo được sự công bằng cho tới cả cuối mùa giải luôn. Và hy vọng là đội của tất cả mọi người thì sẽ luôn luôn thi đấu hết mình và có được những kết quả xứng đáng nhất. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức cũng như những video tiếp theo của VMedia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.